Chị Lưu xin kính chào quý khán thính giả đang xem trên đài Việt Media và sau đây là phần tình trình trong ngày. Máy nhắn tin của Hezbollah phát nổ hàng loạt khiến hơn 1.000 người bị thương. Hàng loạt máy nhắn tin của thành phố Hezbollah thành viên phát nổ trên khắp Lebanon khiến hơn 1.000 người bị thương và 3 người thiệt mạng. Những vụ nổ đầu tiên diễn ra vào khoảng 3 giờ 45 phút chiều. Làn sóng nổ sau đó kéo dài khoảng 1 giờ. Diễn ra tại nhiều khu vực trên khắp Lebanon, đặc biệt là Dahiya, khu ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, được coi là thành trì của Hezbollah. Tình trạng này cũng xảy ra với máy nhắn tin của một số tay súng Hezbollah ở Syria. Hiện chưa rõ các thiết bị được kích nổ như thế nào. Reuters dẫn nguồn tin an ninh nói rằng hơn 1.000 người bị thương, trong đó có nhiều tay súng và nhân viên y tế của Hezbollah. Hãng thông tấn Mir của Iran cho biết, đại sứ Iran tại Lebanon, Motaba, nằm trong số người bị thương. 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và các thành viên Hezbollah. Ba nguồn tin nói rằng các máy nhắn tin này là mẫu mới nhất mà Hezbollah sử dụng trong những tháng gần đây. Một quan chức Hezbollah nhận định đây là vấn đề an ninh lớn nhất mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang, đụng độ với Israel. Một nguồn tin khác cáo buộc Israel xâm nhập hệ thống liên lạc và gây ra sự việc. Israel hiện từ chối đưa ra bình luận. Máy nhắn tin là thiết bị viễn thông không dây nhận và hiển thị tin nhắn, văn bản, phát tín, nhắn thoại, một số có thêm chức năng gửi tin nhắn. Máy nhắn tin được phát triển vào những năm 1950 đến 1960, phổ biến trong từ thập niên 1980 đến đầu những năm 2000, trước đó khi điện thoại di động thay thế. Tuy nhiên, lực lượng an ninh và cứu nạn ở một số quốc gia vẫn sử dụng máy nhắn tin do thiết bị có thể hoạt động với nhiều phương thức kết nối không dây, trong đó có vệ tinh và trở nên đáng tin cậy hơn so với điện thoại di động trong một số tình huống thảm họa. Thủ lĩnh Hezbollah đã yêu cầu thành viên của nhóm không mang theo điện thoại di động vì lo ngại chúng bị Israel sử dụng để theo dõi chuyển động của họ và thực hiện các cuộc tấn công. Chuyên gia quân sự Alia cho biết Hezbollah phụ thuộc rất nhiều vào máy nhắn tin để tránh bị Israel chặn thu thông tin liên lạc. Ông nêu giả thuyết các thiết bị phát nổ đã bị can thiệp từ trước khi thành viên Hezbollah nhận chúng. Israel mở rộng mục tiêu hoạt động quân sự. Nội các an ninh của Israel hôm 17 tháng 9 cho biết, nước này đã mở rộng các mục tiêu hoạt động quân sự, trong đó có mục tiêu đưa người dân Israel ở miền Bắc nước này trở về nhà an toàn. Quyết định được nội các an ninh Israel thông qua sau cuộc họp trước đó vài giờ. Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Israel, nội các an ninh Israel đã thông qua quyết định trên cuộc họp qua hôm 16 tháng 9. Tại cuộc họp này, các bộ trưởng đã cập nhật các mục tiêu của hoạt động quân sự, bao gồm việc ngăn chặn các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Lebanon nhằm vào các khu vực ở phía bắc Israel, qua đó tạo điều kiện cho người dân Israel trở về nhà an toàn. Những cư dân này được lệnh sơ tán do cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Các bộ trưởng lưu ý đây là mục tiêu chính thức trong các hoạt động quân sự của Israel, khẳng định sẽ tiếp tục hành động để thực hiện mục tiêu này. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon vẫn diễn ra căng thẳng từ nhiều tháng qua. Trước đó, ngày 16 tháng 9, trong cuộc gặp với đặc phái nhân viên Hoa Kỳ Amos đang có chuyến thăm Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng người dân miền Bắc Israel không thể trở về nhà nếu không có những cải thiện đáng kể về an ninh, đồng thời lưu ý Israel sẽ hành động cần thiết để bảo vệ an ninh của người trong diễn biến khác liên quan. Truyền thông Israel đưa tin, Thủ tướng Netanyahu đang cân nhắc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Gallant và thay thế ông bằng một chính trị gia được coi là có quan điểm cứng rắn hơn. Nếu điều này xảy ra, thì đây sẽ là cuộc thay đổi lãnh đạo lớn nhất ở Israel kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nga tăng quy mô quân đội lên 1,5 triệu người. Ông Putin ký lệnh nâng trần quân số chiến đấu của Nga lên 1,5 triệu người,
đánh dấu lần thứ ba động thái này diễn ra kể từ năm 2022. Điện Kremlin ngày 16 tháng 9 đã công bố sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa ở lực lượng vũ trang Nga sẽ được tăng thêm 180.000 người, lên 1,5 triệu binh sĩ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Con số này bao gồm quân nhân chuyên nghiệp ký hợp đồng dài hạn với lực lượng vũ trang và lính nghĩa vụ có thời gian phục vụ 12 tháng. Thống kê của Statista năm 2023 cho thấy, Nga biên chế khoảng 277.000 lính nghĩa vụ. Lực lượng này bị cấm tham gia nhiệm vụ tác chiến ngoài lãnh thổ và không tham gia chiến dịch tại Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Anh nói rằng quân đội Nga đang xếp thứ tư thế giới về quân số chiến đấu sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Đợt nâng trần sẽ khiến Nga vượt qua Ấn Độ và Hoa Kỳ, trở thành quốc gia biên chế số lượng binh sĩ chiến đấu nhiều thứ hai thế giới. Nếu tính cả binh sĩ không đảm nhiệm vai trò chiến đấu, lực lượng vũ trang Nga sẽ có tổng cộng gần 2,4 triệu quân nhân. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrei nói rằng động thái nằm trong kế hoạch cải cách toàn diện lực lượng vũ trang, trong đó có tăng dần quy mô quân số để ứng phó với tình hình quốc tế và hành động của những nước từng là đối tác của Nga. Đây là lần thứ ba ông Putin ra lệnh mở rộng quy mô lực lượng vũ trang kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Sắc lệnh tăng quân được ông Putin phê duyệt sau khi Ukraine tháng trước bất ngờ tấn công tỉnh Kursk, đánh dấu lần đầu lãnh thổ Nga bị quân đội nước ngoài xâm nhập từ sau Thế chiến II. Kyiv tuyên bố chiếm 100 ngôi làng và kiểm soát 1.300 km2 lãnh thổ tại Kursk. Nhưng chiến dịch dường như đã đình trệ và không đạt được mục tiêu chiến lược và buộc Moscow phải rút lực lượng từ mặt trận Donbass. Quân đội Nga tuần trước mở chiến dịch phản công và tuyên bố đã giành lại được 12 khu dân cư ở tỉnh Kursk. Lực lượng Nga cũng đẩy mạnh tiến công trên mặt trận Donbass và đang áp sát thành trình chiến lược Pokrov tại tỉnh Donetsk. Hai thành phố trọng yếu của Ukraine hứng 80 cuộc tấn công trong 24 giờ. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 17 tháng 9 cho biết, thành phố Pokrov và Krusavo đã bị tấn công lần lượt là 40 và 42 lần trong ngày đầu tuần. Báo Ukrainska Pravda dẫn tin từ quân đội Ukraine cho hay, tổng cộng 157 cuộc giao tranh đã diễn ra trên chiến trường Ukraine trong 24 giờ qua, với hầu hết các cuộc tấn công của Nga tập trung vào mặt trận Pokrov và Kurashov. Trong nhiều tuần qua, quân đội Nga đã tiến vào Pokrov, trung tâm hậu cần chính cho hoạt động phòng thủ của Ukraine tại khu vực Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, giao tranh ác liệt nhất dọc tiền tuyến diễn ra tại Pokrov, nơi lực lượng phòng thủ của nước này đã chặn đứng 40 cuộc tấn công. Theo DW, hơn 20.000 người, gần một nửa dân số thành phố Pokrov đã đi sơ tán kể từ tháng 8, trong khi các cuộc không kích của Nga trong hai tuần qua đã cắt nguồn nước và điện của nhiều cư dân còn lại. Giành được Pokrov sẽ là một bước tiến đến gần mục tiêu của Nga là kiểm soát toàn diện khu vực Donetsk, nơi Nga sẽ kiểm soát 80%. Liên quan tới Ukraine, tờ Kyiv Independent đưa tin, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị cho kế hoạch huy động 44,5 tỷ Mỹ Kim để cho Ukraine vay sau khi Hungary liên tục phá vỡ các kế hoạch về khoản vay chung với Hoa Kỳ. Nhóm G7 hồi tháng 6 đã nhất trí cho Ukraine vay 50 tỷ Mỹ Kim và sẽ giải ngân vào cuối năm nay. Được biết, G7 đã đóng băng số tài sản trị giá 300 tỷ Mỹ Kim của Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Hoa Kỳ, NATO sẽ thực sự tiền chuyến với Nga. Các động thái của phương Tây, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí tầm xa và dữ liệu tình báo cho Ukraine, đang đẩy Hoa Kỳ và NATO vào nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga. Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine với Hoa Kỳ càng làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang quân sự. Theo chuyên gia hàng đầu về chiến lược và công nghệ an ninh Stephen Bryan, cựu giám đốc nhân sự của tiểu bang Cận Đông thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ và từng Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky,
tới Hoa Kỳ được xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Một số nhà quan sát tin rằng, cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về khả năng mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Điều này nếu trở thành hiện thực, có thể đẩy Hoa Kỳ và NATO vào cuộc chiến trực tiếp với Nga. Sự leo thang này không chỉ nằm ở việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà còn ở việc Hoa Kỳ và NATO có thể cung cấp dữ liệu mục tiêu và vệ tinh để Ukraine có thể nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc sử dụng tên lửa tầm xa này với sự hỗ trợ kỹ thuật và tình báo từ phương Tây sẽ được coi là hành động chiến tranh. Nếu những lời cảnh báo này bị bỏ qua, khả năng dẫn đến xung đột toàn cầu sẽ không còn chỉ là lý thuyết. Một trong những mối lo ngại lớn nhất về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga diễn ra. Khả năng Nga đáp trả không chỉ giới hạn ở việc phòng thủ trên mặt đất mà có thể bao gồm các cuộc tấn công vào vệ tinh của Hoa Kỳ hoặc thậm chí vào các kho tiếp tế quân sự ở châu Âu. Điều này nếu xảy ra sẽ đặt Hoa Kỳ vào NATO vào tình thế không thể tránh khỏi xung đột trực tiếp với Nga. Ngoài ra, nhiều nhà phân tích cũng lo ngại về những bước đi bất ngờ của Nga. Một trong những kịch bản đáng sợ là việc Nga cung cấp vũ khí hạt nhân cho các nước đồng minh như Iran hoặc Syria. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Đông Trung, mà còn có thể mở ra một cuộc xung đột đa chiều. Không chỉ giới hạn ở châu Âu, Anh được cho là một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất trong việc ủng hộ Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công Nga. Tuy nhiên, điều này có thể làm London vào tầm ngắm của Moscow. Các chuyên gia cảnh báo rằng Nga có thể được coi là hành động tấn công trực tiếp và đáp trả bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự của Anh. Trong một kịch bản cực đoan, Nga có thể tấn công vào các căn cứ của Anh hoặc các cơ quan quân sự trên Biển Đen. Hoa Kỳ phát triển hàng loạt vũ khí diệt hạm đối phó với Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời một CEO ngành sản xuất tên lửa của Hoa Kỳ cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến Hoa Kỳ hướng đến một triết lý mới là sản xuất và sở hữu một số lượng lớn vũ khí sẵn có với giá thành phải chăng. Ông Ewan Graham, nhà phân tích cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia nhận định, đây là cách đối phó tự nhiên trước những gì Trung Quốc đang làm. Tuyên bố của ông Graham đưa ra khi đề cập đến số lượng tàu chiến và tên lửa đạn đạo truyền thông của Trung Quốc được thiết kế để tấn công các tàu đối phương. Hiện Hoa Kỳ đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm Quicksink, một loại bom rẻ tiền có thể sản xuất với số lượng lớn và được trang bị bộ dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS cùng thiết bị tìm kiếm và theo dõi mục tiêu chuyển động. Tháng trước, Không quân Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 để thử nghiệm Quicksink, tấn công một tàu mục tiêu ở vịnh Mexico. Các chuyên gia nhận định, hiện tại Trung Quốc vẫn có lợi thế lớn so với Hoa Kỳ về số lượng tên lửa diệt hạm và có thể triển khai trên khắp lãnh thổ. Tuy nhiên, bằng việc tăng cường sản xuất Quicksink, quân đội Hoa Kỳ có thể lấp dần khoảng cách chênh lệch. Theo một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh quân đội nước này tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương muốn sở hữu hàng nghìn quả bom Quicksink và nhiều năm qua đã đạt được mục tiêu này. Với số lượng lớn bom Quicksink dội vào phía đối phương, hệ thống phòng thủ trên các tàu chiến Trung Quốc sẽ dễ bị tráng ngợp và khó có thể chống đỡ. Một kịch bản dễ hình dung vào quân đội Mỹ có thể phóng tên lửa diệt hạm, sau đó tiến hành dội bom chiếc tàu chiến đó bằng những loại vũ khí rẻ tiền như Quicksink. Điện Kremlin chỉ trích Meta liên quan đến lệnh cấm truyền thông nhà nước Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17 tháng 9 ra tuyên bố chỉ trích quyết định của Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Meta của Hoa Kỳ khi cấm các phương tiện truyền thông của nhà nước Nga trên các ứng dụng của mình và không thể chấp nhận được. Ông Peskov nhấn mạnh, Meta, chủ sở hữu các mạng xã hội Facebook và Instagram, đang tự làm mất uy tín của mình bằng việc cấm một số mạng truyền thông nhà nước Nga trên các nền tảng của mình và động thái của Meta đang làm phức tạp thêm triển vọng Moscow bình thường hóa quan hệ với tập đoàn này. Trước đó, hôm 16 tháng 9, tập đoàn Meta đã cấm một số mạng tin tức của Nga, trong đó có RT và Rossiya.
Lệnh cấm này đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong các hoạt động của Meta, công ty truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, trong việc chống lại các phương tiện truyền thông nhà nước Nga sau nhiều năm thực hiện các bước hạn chế hơn như chặn các phương tiện truyền thông Nga chạy quảng cáo và giảm phạm vi tiếp cận bài đăng của họ. Bạo lực chính phủ bóng bầu cử Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump, người đang là ứng viên bên đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đầu tháng 11 tới, vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát tại sân golf của ông ở Palm Beach thuộc tiểu bang Florida. Vụ việc xảy ra vào ngày 15 tháng 9 và nghi phạm tới đây được xác định là Ryan Wesley Ruth, một người đàn ông 58 tuổi sống ở Hawaii. Đây là một diễn biến đáng chú ý nữa trong tiến trình bầu cử nhiều bất ngờ. Trả lời phỏng vấn hôm 16 tháng 9, khi đề cập đến vụ ông suýt bị ám sát trong lúc chơi golf ở West Palm Beach, ông Trump cho hay, thật ngoài sức tưởng tượng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Sở mật vụ đã làm tốt công việc của họ và bắt giam gã đó. Hy vọng anh ta sẽ ngồi tù lâu. Một gã rất nguy hiểm, ông Trump cũng nói thêm, mọi thứ đều tốt đẹp ở một nơi tuyệt vời, và rồi đột nhiên chúng ta nghe thấy tiếng súng. Tôi đoán 4 đến 5 tiếng gì đó. Sở mật vụ lập tức biết đó là tiếng súng và họ chồm lên che chắn cho tôi. Đặc vụ sau đó đưa ông Trump lên xe điện chuyên dụng ở sân golf và thuận lợi di chuyển khỏi địa điểm này. Cựu Tổng thống cho biết, nghi phạm băng qua đường lên xe để tẩu thoát, nhưng một người dân thấy khả nghi nên đã lái xe hơi đến phía sau xe nghi phạm, chụp ảnh biển số rồi gửi cho văn phòng cảnh sát trưởng. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Biden và ông Trump đã có cuộc trò chuyện thân tình. Ông Biden bày tỏ nhẹ nhõm khi biết Trump vẫn an toàn và cựu Tổng thống cảm ơn vì cuộc gọi. Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã trích xuất thông tin trên điện thoại di động của Ryan Wesley Ruth cho thấy nghi phạm dường như chờ ở khu vực bên ngoài sân golf gần hố số 6 suốt 12 tiếng trước khi bị phát hiện. Ruth ngày 16 tháng 9 bị truy tố tội sở hữu súng dài là người từng bị kết án trọng tội, cũng như sở hữu khẩu súng bị xóa số series và đối mặt án tù tối đa 20 năm cho hai tội danh. Đây là lần thứ hai ông Trump bị ám sát hụt trong 2 tháng qua. Các vụ ám sát cùng với một số lời đe dọa nhằm vào các ứng viên càng khiến cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay càng trở nên quyết liệt. Ứng cử viên đảng Cộng Hòa ông Donald Trump hôm 17 tháng 9 đã nhanh chóng trở lại tiếp tục lịch trình vận động tranh cử tổng thống, dù chỉ vừa thoát khỏi âm mưu ám sát bất ngờ tại Florida. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tới tiểu bang Michigan vận động trong 2 ngày. Trong khi đó, đối thủ của ông là bà Kamala Harris, ứng viên của đảng Dân Chủ, cũng có chuyến đi tới tiểu bang chiến địa Pennsylvania. Lịch trình song song của ông Trump ở Michigan và bà Harris ở Pennsylvania diễn ra khi cả hai ứng cử viên đều hướng các nỗ lực vận động đến các tiểu bang quan trọng nhất để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Chị Lưu xin cảm ơn quý khán thính giả đã xem phần tin tức vừa rồi và xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành.